Xin chào tất cả các bác nhá. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn cũng như thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tiêu đề thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách đôn cái dây tiêu lươn của chúng ta xuống đất nha các bác. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng tiến hành thôi nào. Đây là cái dây tiêu lươn đã trồng được gần 1 năm của em rồi nha các bác. Bữa nay thì nó bắt đầu để ác rồi. Nói chung thường thì cái dây tiêu lươn bắt đầu để ác thì chúng ta tiến hành đôn thôi các bác. Rồi, 4 giây, 5 giây, 6 giây mà nó mới chỉ có 3 giây đã ác thôi các bác. Còn 2 giây, 3 giây chưa đã ác nữa. Nói chung không sao đâu các bác. Chúng ta đôn xuống thì nó cũng sẽ ra ác thôi. Đó, những cái dây đã ác thì chúng ta sẽ tiến hành đôn nó xuống thôi. Về lợi ích của việc đôn cái dây tiêu lươn này xuống thì thứ nhất là để hạ thấp cái ác này xuống sát mặt đất nha các bác. Đây, như vậy thì sẽ không có cái khoảng cách từ dưới đất lên đến ác. Chúng ta sẽ phủ tán từ dưới đất lên luôn chứ không để cái khoảng trống khoảng 5-60 phân hay 7-80 phân không có ác ở dưới. Nói chung là như kiểu là hay nói vui là tiêu không có quần đấy các bác. Nên chúng ta sẽ mặc quần cho cái tiêu. Và thứ hai, cái ưu điểm thứ hai đó chính là khi mà chúng ta đôn xuống thì những cái rễ ở ngay cái mắt này các bác. Đây. Những cái rễ ở ngay những cái mắt này nó sẽ phát triển thành bộ rễ mới luôn, hút chất dinh dưỡng luôn, cho nên là sau cái cây tiêu sau khi đôn xuống thì thường nó sẽ phát triển rất là nhanh. Nhưng mà đầu năm, đầu mùa mưa chúng ta đôn thì cuối mùa mưa là nó sẽ phủ nửa trụ hoặc là hai phần trụ các bác. Bởi vì cái rễ này nó cũng tham gia vào cái bộ rễ chính luôn các bác, hút chất dinh dưỡng luôn. Đó là hai cái ưu điểm. Và có ưu thì chắc chắn là có nhược rồi nha bác. Nhược điểm đó là khi mà chúng ta đôn xuống thì chúng ta đôn không cẩn thận thì sẽ làm dập cái thân dây tiêu này. Và khi mà dập thì liệp sáp nó rất là dễ tấn công nha bác. Thứ nhất là liệp sáp này. Và thứ hai nữa là cái nhược điểm thứ hai đó là khi mà chúng ta cái thân này cho xuống đất nhiều quá các bác. Đây. Thường thì dây tiêu của chúng ta chỉ có một ít thân ở dưới đất thôi, còn lơ là bộ rễ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cho khoảng độ 5-60 phân hoặc là 7-80 phân thân này xuống dưới đất luôn thì rất là dễ bị nấm bệnh tấn công các bác. Đó chính là nhược điểm của cái việc đôn dây tiêu. Đây, và bây giờ thì em sẽ quay lại chủ đề chính, đó là sẽ đôn cái dây tiêu lươn này xuống đất. Thời điểm tốt nhất để đôn dây tiêu lươn này xuống đất đó là đầu mùa mưa nha các bác. Thường thì sẽ có những 2-3 đến 4-5 trận mưa đầu tiên các bác. Nói chung là cứ đầu mùa mưa là được. Chứ các bác cũng đừng có đôn vào giữa mùa mưa nha các bác. Nói chung là đang mưa dầm, đang mưa liên tục thì chúng ta sẽ không đôn. Nói chung cứ mưa, ví dụ như hôm nay mưa thì mai chúng ta sẽ đôn thôi. Còn đang mưa liên tục, mưa ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác thì chúng ta sẽ hạn chế đôn. Vì mùa mưa mà, mùa mưa nấm bệnh rất là nhiều. Còn bác nào có điều kiện tưới nước liên tục thì chúng ta sẽ đôn vào mùa khô cũng được. Mà mùa khô thì chúng ta phải giữ ẩm liên tục cơ. Ok, bây giờ thì em sẽ gỡ cái dây này ra. Tiến hành đôn cái dây tiêu lươn này xuống. Để hạn chế nấm bệnh tấn công vào cái thân tiêu này thì em sẽ đôn nổi lên nha các bác. Tức là chúng ta sẽ không đôn, không cuốc sâu xuống nữa các bác. Thường thì không cần phải cuốc sâu đâu các bác. Không cần phải cuốc 10 đến 15 hay 20 cm. Nói chung là không cuốc sâu dưới đất được các bác. Chúng ta sẽ đôn nổi thôi. Tức là đôn bằng mấy mặt đất hoặc là thấp hơn mặt đất khoảng 5 phân thôi các bác. Đó, để hạn chế là cái dây tiêu này mà chôn xuống sâu thì cũng chả được gì được các bác. Bởi vì cái rễ của cây tiêu thì rễ hút nước thì nó mới đi ăn sâu thôi, còn rễ hút chất dinh dưỡng thì nó chỉ ăn trên mặt thôi các bác. Cho nên chúng ta sẽ đôn cạn thôi. Đôn thường thì em sẽ đôn cho nó xuống bằng với mặt đất hoặc là thấp với mặt đất 2 đến 5 cm rồi sẽ phủ đất lên thôi các bác, chứ không cuốc hố sâu rồi cho nó xuống đâu. Như vậy sẽ hạn chế được nấm bệnh sau này. Khi mà chúng ta đôn cái dây tiêu lươn này xuống thì cái lá này vặt hay không thì không quan trọng đến các bác. Bởi vì là khi chúng ta trôn xuống thì vài bữa nữa thì cái lá này nó cũng tự rụng xuống thôi. Nhưng mà các bác, chúng ta lấp đất lên thì vài bữa nữa nó cũng sẽ rụng thôi mà. Và các bác thích cắt nó đi cũng được, mà không cắt cũng không sao đâu, chúng cứ để vậy cũng được. Còn không bác nào thích thì cắt thì cho nó gọn được. Đây, cắt thì các bác cũng hạn chế tước nha bác. Tước thì nó sẽ xước vào thân đó. Nên chúng ta sẽ tiến hành cắt thôi. Đây, cắt ở ngoài này thôi, chứ đừng có, không cần phải tước đâu các bác. Tước thì nó sẽ bị xước vào thân. À, chúng ta sẽ cắt nó cách cắt cái lá không thôi, để lại cái cuống này. Cắt cho nó gọn được, sẽ
mà chúng ta để cũng không sao lắm mà, bởi vì cái lá mà, cái dây tiêu cắt xuống chúng ta cắt đi mà dầm xuống nó còn sống chứ, cắt mấy cái lá này ảnh hưởng gì đâu các bác. Đó, cái phần nào chôn dưới đất thì chúng ta sẽ cắt lá đi, cắt cũng được mà không cắt không sao đâu các bác, cắt thì cho nó gọn thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vuốt. Rồi em sẽ, nếu mà dây dài thì chúng ta sẽ khoanh xung quanh luôn nhé các bác, còn dây ngắn thì chúng ta sẽ khoanh nó tầm một nửa thôi, một nửa hai bên nửa, nói chung là uốn làm sao cho cái dây tiêu nó khỏi bị gấp ra được. Rồi các bác hạ nó xuống thì cái này phải bẻ mấy cái que này các bác, bẻ mấy cái que để ghim nó xuống hoặc là lấy đất nó tấp lên được. Dây dài thì chúng ta sẽ khoanh xung quanh luôn, còn dây ngắn thì chúng ta sẽ khoanh, nói chung nó cách cái cây trụ sống ra một đoạn đấy bác, cách cái cây trụ sống ra khoảng 15 đến 20 cm đây, để khỏi sau này cái cây trụ sống nó to lên các, nó sẽ ảnh hưởng đến cái dây tiêu. Đó, em sẽ cách khoảng 20 cm đây, 20 cm xong ghim nó lại, ghim nó lại thật mắt. Ta uốn làm sao đừng để nó cái dây tiêu nó bị gấp như bác, như kiểu là chúng ta uốn ống ấy, uốn cho nó vòng vòng chứ đừng có gấp ngang là nó bị gãy cái dây tiêu ấy. Đó, bên này em sẽ cho nó hai cái thân đi, hai cái thân ghim lại các bác. Rồi còn bên này em cũng sẽ cho hai cái thân, nói chung là chúng ta chia cái thân cho nó đều các bác, như một trụ này 6 dây thì chúng ta sẽ chia ra cho nó khoảng cách đều đều một chút, chứ đừng có dồn lại một chỗ các bác. Dồn lại một chỗ sau này chúng ta đi nó sẽ mọc lên lung tung các bác, mọc lên nó dồn vào một chỗ thì nó tán không được đều, chúng ta to tán nó đều luôn. Đó, hoành xuống, cái dây này hơi ngắn cho nên em không để cho nó không khoanh xung quanh trụ các bác, cho nó vòng vòng vậy thôi, cứ vòng vòng làm sao cho nó khỏi bị gấp là được. Đó, còn chỗ này tí nữa chúng ta sẽ lấp đất lên. Rồi còn một dây nữa. Rồi, cái dây này thì cho nó ra đây luôn. Khá là vướng quá, tại mắc cái máy quay nữa. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cột lại, cột cố định cái dây tiêu ở trên lại. Sau khi cột nó lại, cố định nó lại thì chúng ta sẽ tiến hành cắt ngắn đi bác. Rồi, cắt để từ dưới thân lên khoảng 30 cm đi bác, 2 đến 30 cm chúng ta sẽ cắt đi. Cắt để cho nó chồi cái mắt mới lên nhé bác, chồi mầm mới lên. Đó. Ok, như vậy là nó sẽ trồi lên những cái mắt mới ở đây. Còn những cái chỗ mà chúng ta khoanh xuống thì ta sẽ tiến hành lắp đất lên các bác, cho đất lên thôi. Em thì sẽ khoanh nổi vậy các bác, chứ không có đào sâu chúng đâu. Đào sâu thì bệnh nó sẽ dễ tấn công các bác, đất mà uống nước nó sẽ bị ngập nước. Đây, quan trọng là cái rễ tiêu, rễ hút chất dinh dưỡng của nó chỉ ăn trên mặt, bề mặt thôi nhé các bác. Còn rễ chỉ có rễ cọc, rễ hút nước nó mới ăn sâu thôi, còn hút chất dinh dưỡng thì nó nằm trên mặt, cho nên là chúng ta cũng không phải đào sâu làm gì đâu các bác. Cứ khoanh nó nổi trên mặt đất vậy. Thì bác nào dây dài thì có thể khoanh xung quanh cái trụ này luôn, mà nhớ là khoanh cách trụ xa một chút nhé bác, 10 đến 15 cm, chứ đừng có khoanh sát trụ, qua sau này cái trụ sống nó to các bác, trụ sống nó to thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dây tiêu của chúng ta. Ok, bây giờ thì em sẽ tiến hành lắp đất lại. Rồi, em đã lắp đất lên cho nó rồi đây các bác. Nói chung các bác lắp cũng không cần nhiều đất đâu các bác, lắp tầm 4 đến 5 phân là được rồi. Nói chung là cỡ 10 phân độ lại đất thôi, chứ không cần phải lắp nó nhiều đất quá đâu. Đó, sau khi đôn thì nó sẽ thành một cây cồn như thế này các bác. Nhất là để thoát nước tốt, thứ hai nữa là cũng hạn chế được nấm bệnh sau này nhé bác. Và sau khi đôn này thì nếu như không mưa thì các bác tiến hành tưới nhé bác, tưới để giữ ẩm.
Vì sau khi đôn thì chúng ta cho cái dây này xuống mà chúng ta để đất nó khô ấy. Khô nóng thì cái dây của chúng ta nó dễ bị luộc lắm. Cho nên chúng ta phải giữ ẩm. Giữ ẩm để cho cái rễ mới ấy, chúng ta đôn xuống nó sẽ phát triển mạnh lên. Để nó củng cố luôn cái bộ rễ của chúng ta. Chứ chúng ta mà để cho nó khô thì cái rễ nó lâu ra với lại là nó nóng quá thì nó cũng sẽ làm luộc cái thân tiêu của chúng ta luôn nhé các bác. Đó, sau khi đôn thì nó như này, chúng ta sẽ cắt đi và cái bữa thì nó sẽ trồi lên cái mới thôi, không sao hết. Cái dây tơ lươn này thì nó cũng mới ra được ít ác rồi. Ok, như vậy là video hướng dẫn các bác cách đôn cái dây tơ lươn của chúng ta xuống đất của em cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.